anh nói đi. Lên nè, kìa lên đầy mịn chưa kìa. Cái đó gọi là gì? Câu đi. Trời ơi. Đó, chị đó. Căn nhà dán cũng vậy. Dán cũng vậy. Cái đó là dẫn ốc hay gì? Hay là cái gì? Đâu có dẫn. Nói da gà đó. Phải không? Phải không? Giống như là sắt vậy đó. Người ta gọi là sắt phải không? Tâm linh gọi là sắt phải không ta? Cái tới tay anh nổi dẫn ốc da gà lên đó, cái đó là... Mày hả? Nó tại nó vậy đó bà. Tại cái nấy nó vậy đó. Tại nè, mình mẩy nó vậy đó nè. Nè, thì hồi cấp đi nhà thương vừa vậy đó mà mình mẩy nè. Nó lên thấy không? Ừ, thì đó, nó vậy đó. Cái này gọi là cái gì anh Phương? Anh nói thấy lên nè, kìa lên đầy mịn chưa kìa. Cái đó gọi là cái gì? Câu đi. Tâm linh. Ồ. Tâm linh đó, chứ không phải giờ đâu. Đúng không, tâm linh phải không? Tức là muốn hiện ra phải không? Hiện ra muốn nói gì nói đây, thẳng này có duyên nè. Nhắc nhở lại Thanh với Thảo gì, muốn dặn dò gì. Nhắc nhở gì tụi em thì nhắc nhở luôn. Lê Thanh Thảo tin tưởng ha. Rồi nhắc nhở khán giả mọi người như thế nào đó. Kì. Dạ, nói đi anh. Nhìn kè. Căn nhà dán cúng lại. Dán cúng lại. Căn nhà tôi ăn cúng lại rồi sao dán cúng lại. Căn nhà dán cúng lại. Rồi sao nữa anh? Ai ông ơi. Căn ai cái gì? Căn ai? Căn hai mấy vị mới coi hả? Tháng 2 tháng 2 đi rồi. Tháng 2 tôi đi rồi. Rồi cái gì nữa anh? Đi lần sau. Đi bỏ mẹ hay tại? Bỏ cái bỏ. Bỏ gì mà bỏ? Mà mình tao chèo queo rồi, tao chết theo mày luôn. Chết không? Mẹ có em với em gây. Gì? Em còn em đó hả? Có em. Ta tao có chồng có con rồi, tao nuôi chồng nuôi con ta, tao không nuôi tao nữa đâu. Có em cháu thì anh cháu gì? Chồng. Nhỏ ở đây đó đi ngoại mổ rồi mẹ nó. Nãy đụng vô cái tâm linh lên liền phải không? Lên liền. Ổng lên đầy mình luôn. Thảo với Lê Thành có tâm linh không? Không. Hả? Không không. Sau này có không? Không. Sau này nè. Không luôn. Ủa anh nó tắt cái gì vậy? Không có. Thảo với Thanh ở đâu nữa không Phương? Người ở đâu, người ở đâu rồi? Nhớ không, nhớ không? Giờ là để cho ông nhớ nè. Ai có người rồi không? Người ở đâu? Nhà ở đâu? Nhà ở đâu? Nhà ở cây núi. Nhà ở cây núi. Đúng rồi, cây núi, núi Thảo. Tại vì cây núi. Sau này Lê Thanh về đâu biết không? Đi chợ. Thằng đi chợ. Vậy đấy. Trời ơi. Mới chi cố người dưới trời trời. Trời ơi. Sao xuống địa ngục như vậy? Gì ấy vậy đó hả? Dữ rồi lên nữa. Dữ lên nữa. Ôi lên đâu mà, ôi không muốn gì dữ rồi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ông ơi. Ôi ông ơi. Dữ dối lắm ông ơi, ta đi lên luôn. Thì lên trời ta mai luôn. Cô cũng cờ cậu rồi. Gì hả? Thường Thảo không thường Lê Thanh nữa. Thiên chị chứ. Còn em sao? Còn em sao? Coi em coi. Anh Phương. Anh cộng em ơi. Anh cộng em Tương ơi. Anh cổng á, à. Nó cổng mày đó. Tức là nữa anh Phương cổng em hả? Ờ. Cổng em đi à? Bỏ đi Thanh cái gì kìa. Là, tức là cổng em qua mọi nguy hiểm đó phải không? Ờ. Trời ơi, quá đã không nội. Bỏ đi Thanh này ai ca cho nghe. Dặn mấy ngày. Dặn mấy ngày hả? Gì? Dặn. Được dặn mấy ngày. Cao ơi. À đọc giảng thôi, đọc giảng hay phải không? Ừ. Biết đọc bài cúng mà cúng kính nhân chức khu quyền đó. Một trên các tổ chức thiền. Nay con tịnh nguyện, nay con tịnh ngộ. Lê Thanh ở số 18 thằng điện ngục. Dễ gì phải không?
Ghê anh em. Con cái bé là ông. Hả? Cái bé là ông. Ông biết đạo không? Nó nói ông biết đạo không? Biết đạo không? À biết đạo không? Đâu có em đâu phải em không không phải đạo Phật giáo. Đó. Em đạo Phật. Em đạo Phật. Vậy đạo Phật. Đạo Phật á. À, bên đạo Phật giáo Hòa Hảo em đâu có biết mấy bài đề giảng đâu, đâu biết đâu. Không, tại em đạo Phật. Không phải đạo Phật giáo Hòa Hảo. Không, đạo Phật á. Thiền Lâm không? Gọi Thiền Lâm. Thiền Lâm. Ờ Thiền Lâm. Đạo cái đạo. Lê. Lê đạo cái đạo mà. Đạo Lâm biết đọc rồi. Đâu, gọi Thiền Lâm. Không biết đọc. Không biết. Nam mô Nam mô. Em biết Nam mô A Di Đà Phật. Em biết Nam mô A Di Đà Phật với Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ. Cũng có Quan. Dạ đúng rồi. Dạ. Em chỉ biết nhiều à. Tại vì em không phải là đạo Phật giáo Hòa Hảo thành ra em cũng không có gần. Em cũng không biết về mấy bài giảng. Có anh Thanh kìa, anh Thanh đọc Phật giáo Hòa Hảo phải không? Hả? Không có biết đọc bài khúng đó không à? Không phải Phật giáo Hòa Hảo đâu. Dạ. Vẫn đạo Thiền Lâm. Anh cũng đọc Phật hả? Đọc, nhưng mà không phải bên Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà biết mấy bài khúng đó. Bảo mà. Bảo. Ê! Cái gì? Cười. Nhìn vào. Cười quá kìa. Anh Phương nói. Ông kết máy. Tắt máy đi, nói gì? À, tắt máy đó. Em tắt máy hả? Rồi vậy là em kết thúc video luôn ha. À, khoan, chưa, để anh em gửi tiền, em gửi tiền cho anh Phương ha. Em gửi tiền cho. Hả? Dạ cười quá kìa. Nó nát ra ấy đi rồi, tắt máy nó nói chuyện cho nghe. Rồi, để quay đoạn cho tiền ha. Hay là tắt máy rồi, hay là một hồi rồi mở lại. Ông cho cái người ấy rồi, ông cắt máy. Ờ, vậy cho tiền xong rồi tắt máy ha. Rồi. Rồi, thì bây giờ em sẽ gửi cho anh Phương 1 triệu ha. Thì 1 triệu đây thì có 500 của chị có Facebook là Nguyễn Nguyễn và một chị ở thành phố, 500 nữa là 1 triệu ẩn danh, không có nói tên. Ở đây em gửi cho anh Phương ha. Ở đây ha. Giờ có mẫu đi. Hả? Giờ có mẫu đi. Cái gì? Mẹ đây hả? Đưa mẹ hả? Đưa cho mẹ hả? Giờ có mẫu đi. Phải, nói gì á? Ủa anh nói gì con? Nói gì? Vô con mẫu cho tao hả? Mẫu cho mẹ. Trời ơi. Mẹ nó mẹ đi, nó mẫu chứ chưa mẫu. Không. Cái dùng từ tiếng thiên sao ai biết. Tiếng thiên đi. Dạ thì thôi con gửi cho cô ha. Dạ. Nghe nói chứ cô đó cũng gửi lời thăm dạ. Nhỏ nha. Dạ. Thì cô chị Facebook ở Nguyễn Nguyễn. Dạ. 500 và một chị ẩn danh ở thành phố cũng 500. Dạ. Thì gửi cho anh Phương. Mình giỏi. Dạ. Yeah. Rồi, tắt máy ha. Rồi, anh Phương nói. Bây giờ anh Phương kêu mình mở máy lại. Để anh Phương muốn nói chuyện, muốn cái gì đó mình cũng không biết luôn. Nói chuyện với khán giả nè. Rồi anh Phương, mình muốn nói cái gì anh Phương? Nói gì nói đi. Nói gì nói đi. Nói gì nói đi. Bà con ơi, cười cưng cưng mấy ông. Đi bà con ơi. Xin máy làm gì, xin máy gì. Có máy rồi xin gì nữa. Cô nghe mấy ông đi. Dì âm hả? Dì âm chứ? Quá làm mình có biết gì đâu dì âm. Cô ơi, mẹ ơi,
Coi không ơi. Máy ghi âm hả? Xin cái, anh tính xin cái máy ghi âm hay là xin cái máy gì? Anh nói đi. Anh nói đi. Cái nghe máy âm. Máy ghi âm. Máy ghi âm hả? Máy ghi âm để làm gì ta? Cái điện thoại ghi âm vẫn được. Cái điện thoại vẫn ghi âm được mà. Ghi âm được. Không chịu hả? Dạ anh bỏ con mình à. Bỏ mình chứ, bỏ mình chứ dạ. Bỏ mình ghi âm cho ai? Anh ghi âm và anh nhiều dạng cơ. Cô quý vị nha. Cho nghe quý vị nghe. Máy ghi âm nói chuyện đọc giảng cho mấy bà con cô bác nghe. Cái máy ghi âm ta đâu có bán riêng đâu, ta chỉ làm chung cái điện thoại không à. Chung điện thoại không, có máy gì không mà bây giờ nếu mà cái máy ghi âm mà rồi để đọc làm sao? Nó khó lắm. Sao khó lắm. Anh ghi âm vô cái điện thoại anh phát ra. Điện thoại nó cũng có ghi âm đó anh Phương. Phát ra được sao không? Máy gì lên mạng đó. Điện thoại cũng có ghi âm hoặc là nó quay luôn á, nó quay cái giống như em quay anh vậy đó. Không. Không phải vậy hả? Chứ sao? Trời ơi. Nó giống cái máy đó đó mà ghi âm. Cái máy nào kia đó, máy của nó cho đây này kia nè. Giống giống cái nào? Máy này nè. Cái nào? Máy này nè, mà ghi âm nè, máy này. Cái máy MB3. MB3 mà. Ừ, mà máy này giá tiền mà. Nó ghi âm, nó ghi cái này âm chỉ ghi trong, cái này phát nhạc luôn phải không? Nhạc ghi âm. Giống như vậy hả anh Phương? Ừ, máy này còn xài được không? Còn xài được. Còn xài được không? Ghi âm được á. Này đâu có ghi âm, này đâu có nói chuyện với ghi âm được. Cái mỗi lần nó có một cái gửi đưa cho cái bà với quả hảo làm mất tiêu luôn, con nhỏ luôn tới giờ luôn. Là cái giống vậy đó hả? Ừ. Rồi bây giờ anh Phương bấm vô ngăn tỉ như mình nói chuyện đây nào mình bấm rồi là nó phát ra. Ừ. Phát là nói của trong này mình ra vậy. Ừ. Như mình nói này là nó phát ra trên luôn. Yeah. Cái điện thoại cũng y gan vậy đó. Điện thoại cũng được mà. Thôi cũng có ghi âm rồi xong phát ra lớn. Bây giờ nó hay hơn chứ. Nó hay hơn cái này. Thôi lấy cái điện thoại lại thử cho anh nghe được không? Ôi trời. Cái điện thoại ghi âm nói chuyện hay lắm. Anh nói chuyện nghe. Rồi lấy ra nói chuyện nghe. Nói chuyện phải không? Rồi đây em mở ghi âm cho anh coi. Rồi anh Thanh mở đi. Anh mở bên phần ghi âm á. Mở cái mật khẩu rồi biết không vậy? Ừ, có biết ở đâu. Rồi. Xài ở đâu. Mật khẩu máy gì? Biết không? Anh Phương đâu biết hả? Ai đâu biết. Ừ anh. Số dạy 1 2 4 5 6. 1 2 4 5 6 vô luôn trời. Ghi âm nằm trong đây. Thanh bảo thiệt thông thanh gây ghi âm đây. Rồi đó nè nè. Cho phép. Rồi nè. Để đi em. Nè bây giờ anh nói chuyện nha. Rồi nói chuyện đây. Để ngay bên anh như nè. Nói đây. Anh đọc giả nè. Rồi đó anh nói đi. Nhâm mô dạ con. Nhâm mô cư khổ cứu nạn cuối cùng em ơn cái này còn cái gò bên kia mấy con nội kêu về rồi lỗ cái gì cô giờ hay hậu cúc mô ông người ngày công ngày công giờ hậu ăn cô rồi để luôn rồi nè bây giờ mở lên đi rồi anh mở cái lên có mở được không? chung quất cái gớt qua cái gớt cái điện thoại là xong luôn trời. Mày cái okay. Rồi đó nè, để nghe lỗ tai nè. Nghe không? Để đây đừng nghe được không? Đó, nghe không? Đó. Nghe không? Điện thoại nó nhiều chức năng lắm. Hay không? Hay cái này nữa. Cái này tao mấy triệu bạc. Ok chưa? Coi rồi. Ok chưa?
Cái đó mất tiền tới 2 triệu mấy rồi. Đó, lớn thành không hay không? Rồi đó, thấy không? Ok chưa? Nè, cô. Đó, thấy không? Mua máy ghi âm chi? Tại vì cái điện thoại mình nó đã có rồi anh Phương. Nó đã có rồi. Nó có nhiều chức năng lắm, quay phim luôn. Chụp hình, có đầy đủ. Hiểu không? Được không? Ok chưa? Chưa. Chưa kì. Ông mua, ông bây giờ ông mua thêm cái kia nó dư. Nó đâu có được cái gì đâu, nó cũng vậy à. Cô... Hả? Cô muốn cài đủ khối. Mày nói gì cô? Nói gì? Cô muốn cài. Hả? Cái ăn của con giả thôi ơi. Độc giả? Đi nè, độc giả thôi nè. Cái ăn của con giả thôi còn cô muốn. Ôi, chưa dặn vô mùng cái gì ạ? Xuống. Rồi em xuống thì kết thúc video luôn. Rồi chuẩn bị cho rồi sao cô ẩm hay là ai ẩm? Hạ xuống. Tự hạ để cô làm đi rồi tao quay cái đoạn này cái em về nha. Vậy à, em vô mùng nha. Cái thao này là cho ảnh lúc mà đi tiểu đó hả cô? Rồi mình hạ cái này là chỉ mình anh cô làm luôn hả? Cô làm tự nhiên đi ở đâu mấy con quay cái cảnh cuối rồi con về. Cái này hạ sao trời? Thì hạ từ từ rồi kéo vô hả con? À, để tôi hạ. Tôi làm. Tại... Cái máy là bỏ trong cái bao tay gì cho bao tay không? Dạ. Chuẩn bị xuống nằm nè, chuẩn bị ngủ. Giờ này là đưa vô mùng đó hả con? À, nhà này đưa vô mùng đó. Dạ. Cái mùng có ngủ liền chưa hay là xuống nó mới ngủ? Nó 10 giờ 1, 12 giờ nó ngủ, cái dễ gì nó ngủ liền à. Cái mùng nha. Quất tay kìa. Trời ơi trời, quất tay chúng mẹ đó. Giỡn hay giỡn hay làm thiệt? Không giỡn. Giỡn không? Anh em chỉ cốt mà. Giỡn hoài. Hò hoài. Hò hoài em Phương. Uống hết chai luôn hay sao? Uống hết chai mới hết hò hay sao? Cà cà. Từ từ. Anh nói ngày à, không? Mấy ngày? Quay cái ai cơ ơi. Quay trường ở chuồng luôn đi. Gì? Quay ở chuồng luôn đi. Quay chuồng cho khán giả thấy luôn hả? Đâu ở chuồng. Cột là hả cô? Ừ. Ông cột là ảnh vợ lắm không? Cột chỉ có đau không anh Phương? Đau. Không ha. Cột nhẹ mà. Ừ. Hello. Anh nói gì cô? Cha đó chứ nói gì. Ờ trời ơi, năm tháng thân con nhớ nhà đó, 10 năm xa chắn. Đúng không? Vắng đó hả? Nhớ nhà đó. Năm tháng qua mau hả? Ừ trời ơi, cái bài đó của tôi ca đó. Nãy Lê Thanh ca. Rồi là ông ca luôn đó. Nãy Lê Thanh ca bài đó. Thay quần ảnh vậy đó. Ủa gì vậy? Tối là phải thay quần ha hả cô? Không sao đây, em quay khúc trên, không quay khúc dưới đâu, đừng mắc cỡ nha. Quay khúc trên thôi mà. Cái quần nó nước đáy luôn. Đáy hút trên rồi. Rồi quay gì chứ không sao. Cái bên ồ, hạ rồi, rồi. Vậy là hạ rồi, vậy đó hả con? Rồi bắt đầu kéo vô hay sao con? Hay là khiên vô. Khiên vô hả? Nhẹ mà, anh nhẹ mà. Vì ban đêm là không có mặc quần hả con? Có, mặc quần là mã luôn đó. Trời, chút nữa giờ đâu quán lại ha. Trời ơi. Đó, vậy đó. Ừ. Quay khúc trên thôi mà. Quay khúc dưới là không cỡ nha. Rồi, à, vậy này vô mồm em rồi. Chút nữa lên anh về nha.
Tối mới ăn cơm hả? Mấy giờ mới ăn cơm anh Phương? Mấy giờ 1 giờ mới 9 10 giờ. Giờ này ông ngủ. Ủa vậy là mình phải buộc 2 giây vậy đó hả con? Nha. Sợ anh quơ tay hay sao con? Không quen hả? Sợ anh quất tay phải không? Tức là cột như vậy cũng không khó chịu anh Phương. Quen rồi phải không? Mà nếu mà không cột thì cái tay đó anh đưa anh cắn hoặc là anh dỗ vô mặt anh phải không? Đây là hình anh Đạt mà nghe cái này. Vậy. Mặt tả cho anh con đêm gì đó. Bên đó là buộc một góc bên đó, cái tay bên đó. Cái góc bên đây là buộc cái tay bên đây gì đó hả con? Rồi chiều tối nó kêu thả thì thả ra, thả ra nó ôm bên đó nó ngủ. Tối ngủ ngon không? Ngon hả? Giờ này giật tay lên đâu rồi phải không? Không sao, không sợ gác nữa rồi. Là mặc quần vô luôn hay không? Ủa, cái giò cũng có chối không hay là có chối, con? Chối giò luôn. Chối giò luôn hả? Chối hai giò lại hay là chối hai bên con? Chối không bên một hả? Không bên không có chối. Dạ. Đây, đây bạn giò luôn. Ai biết là cái gì mới là nguyên. Cái gì? Cái gì anh Phương? Anh nói gì anh Phương? Bắt kêu hiệu bắt ngựa gì máy còn bên không hả? Đây ngồi giống lên rồi đây rồi, người mẹ của anh Phương đang mặc quần cho anh Phương này nha cả nhà. Anh Phương là lúc dài mình có quay đó, ở biệt danh là người gắn đó. Đó ngủ tới giận vậy đó. Vậy đó đó giận vậy đó. Ngày nào cũng vậy. Thì chừng nào mà anh Phương muốn quay qua anh kia thì anh Phương kêu mẹ là mở cái tay bên đây hả? Rồi nếu mà quay qua đây thì mở tay bên kia hả con? Không, không có mở bên ta đó, không mở. Là ảnh cái chiều của ảnh là quay qua bên trái thôi ha. Dạ. Rồi đó. Vậy là mình quay cái cảnh này là cái cảnh anh Phương tối vô mùng. Tối ngủ vô mùng đó. Phải dây phải thôi. Đó, là vậy đó hả con, là xong rồi đó hả? Cọng dây nè. Bên đây cũng vậy, bên đó cũng cọng dây đó. Dạ. Nè cọng dây này nè, cọng dây này là buộc vô gốc đó đó. Vô giò đó. Thấy không? Không thôi cái giò ảnh rút lên đó con. Hay là giò nó tại ngay da mình nó vậy đó, tại nó là vậy đó. Không nên nếu mà cái giò này rút thẳng ra được không con? Rồi bắt đầu là khỏe gà đó ha. Vô mùng nha. Về nha, lấy thấm thảo về nha. Thôi hai em về nha. Dạ. Bữa nào gặp lại nha. Dạ. Rồi. Thì có tiền của Mạnh Thường Quân thì em sẽ gom nhiều lại rồi em sẽ gửi lại cho em gửi cho gia đình ha, gửi cho anh Phương nha. Dạ. Rồi vậy thôi. Chào gia đình nha, chào anh Phương nha. Rồi. Cảm ơn nha. Dạ, con chào cô nha. Dạ. Rồi xin chào tất cả mọi người, chào cả nhà nha.